Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đang kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video ngày hôm nay, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Các bác đi quay kênh nhớ cho em xin một like và ủng hộ em các bác nhá. À, vâng ạ. À, ngày hôm nay thì em này lên thanh lý cho các bác một lô mic hàng công ty các bác nhá, hàng công ty. Đấy. Giá chỉ có 250.000 thôi các bác nhá, một chiếc. Bao ship tận nhà cho anh em luôn, được chưa ạ? Mic có tên là Soundtrack các bác nhá. Fado 999 các bác nhá. Hàng này thì là hàng thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Sản xuất nước thứ hai đó chính là Trung Quốc các bác nhá. Hàng thương hiệu của Mỹ sản xuất tại Trung Quốc, có nghĩa là nước thứ hai sản xuất rồi các bác nhá. Đấy. Dây dọ thì nói chung là dây này thì nó dài gần 5 mét các bác nhá. 4 mét mấy đấy. Các bác nhá, 4 mét mấy đấy. Đấy, các bác nhìn chưa? Dây rất là chất lượng cao, các bác nhìn từ cái tắc cái cắm vào các bác nhìn chưa? Nó chất lòi luôn. Đấy, các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn đây, cái mic của nó cầm đầm chắc lặng dã man luôn. Các bác nhá, hát rất là nhẹ các bác nhá, tiếng đầm dày mà không bị vỡ tiếng các bác nhá, không bị vỡ tiếng. À, các bác nhìn này. À, cái cổ mic của nó này nó chất như thế này cơ mà. Nhưng mà số lượng chỉ có mấy ít thôi, không có số lượng nhiều đâu các bác nhá. À, bác nào nhanh tay thì còn chậm tay là hết thôi. Cái công tắc gạt của nó cũng sướng cơ. Đấy. Rất là sướng đấy. Vào đây, em thử test cho anh em tiếng này. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 lên 2 2. Tiếng rất là hay các bác nhá, tiếng rất là hay, dầm đầm chắc. Đấy, và bắt rất bắt tiếng, bắt lời của mình, mà quan trọng là gì ha, không bị vỡ tiếng. Đấy. Đấy, đầu mic rõ riếc rất là xin sò này. Đấy. Em bán thì là 250.000 một cây mic này, gồm một chiếc mic và một cái dây này các bác nhá. Thì lưu ý là cái này nó không có hộp các bác nhá. Đây, vận chuyển về là không có hộp, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy các bác nhá. Bác nào mua thì em sẽ đóng gói rất cẩn thận cho anh em đến tận nhà. Đấy. Đấy, lưu ý là không có hộp này. 250.000 một cây. Và bác nào nếu lấy 2 cây thì chỉ 470.000 thôi các bác nhá. 470.000 2 cây, bao ship tận nhà cho anh em luôn, được chưa ạ? 470.000 2 cây. Đấy. Và cái mic này nó rất là chất các bác nhá, hàng mới. Đấy, công ty nó thanh lý được một ít các bác nhá, thanh lý một ít thì nó không có hộp. Không có hộp. Đấy. Không có hộp mà 250.000 một cây, bao ship cho anh em luôn. Đấy, bác nào mua thì làm ơn chuyển khoản luôn giúp em các bác nhá. Chuyển khoản luôn giúp em, bởi vì là thực tế là cái số lượng hàng này nó nhiều anh em mua xong mà bom hàng của bên em, nên là em có nói luôn là chuyển khoản luôn, bên em giao hàng các bác nhá. Đấy. 250.000 một cây, bao ship cho anh em luôn đến tận nhà các bác nhá. 470.000 2 cây, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Tất cả đã trước khi đi đã kết tiếc ngon lành cho anh em, ngon lành cành đào cho anh em, để anh em việc chơi luôn. Đấy. Ok chưa ạ? Mic nó xịn ra mà nó cầm rất là sướng các bác nhá, hát rất là nhạy. Đấy, rất là đầm các bác nhá. Đấy. Cầm chắc nặng trịch luôn. Đấy, và cái đầu mic của nó xịn sò này các bác nhá. 250.000 một cây thôi. Bao ship cho anh em tận nhà cho anh em luôn. 2 cây 470.000 các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì alo cho bên em các bác nhá. Và làm ơn chuyển khoản luôn giúp em các bác nhá.